mai có nhà không? Ủa, nhái qua chơi hả? Ừ. À, vô đây ngồi đi. Bà. Ừ. Sao rồi bà? Đi khám bác sĩ chưa? Khám rồi. Rồi bác sĩ nói sao? Khủng hoảng tiền hôn nhân. Khủng hoảng tiền hôn nhân? Ừ. Cái bệnh gì mà nghe ngộ vậy bà? Bác sĩ nói bệnh này là do lo lắng quá mà ra đó. Trời đất ơi, sao mà lo lắng suy nghĩ dữ vậy? Thiệt tình á. Rồi có cách chữa không? Thì bác sĩ có cho thuốc về uống nè. Nhưng mà bệnh này bác sĩ nói là do tâm lý gây ra. Tâm lý gây ra hả? Ừ. Vậy thì tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược mới được. Trời ơi, có chuyện đó luôn hả? Lần đầu tao mới nghe đó nha. Lần đầu con mới biết luôn á. Có chắc vậy không? Trời ơi, chính tai con nghe rõ ràng mà. Nghĩ lại thấy cũng đúng á. Tại dạo này con thấy Mai hay lo lắng nè, nói trước quên sau, y chang như là lời bảy cò nói vậy. Còn có lần Mai còn kêu con là khoan hãy cưới nữa kìa. Trời ơi, dữ vậy luôn hả? Vậy là bệnh thiệt rồi đó. Bảy cò. Ừ? Giờ tôi phải làm sao? Hết chuyện khỏi tôi. Cô Hồng, con làm sao giờ? Làm sao? Ai biết làm sao? À, cô Hồng. Cô Hồng cũng là phụ nữ á. Trước khi cưới, cô Hồng có bị khủng hoảng giống vậy không? Không. Cô Hồng thấy nôn không ạ? Ờ ha. Con quên. Cô Hồng chờ cái ngày này biết bao nhiêu lâu rồi, làm gì khủng hoảng. Nếu mà có khủng hoảng là chú Vũ thôi. Ý vô gì à? Bà dài, theo cô Hồng nghĩ á, cái bệnh của con Mai á, chỉ có con á là có thể chữa cho nó thôi. Biết đâu á, nó có gút mắt gì đó mà nó không nói được. Con thử đến gặp nó rồi mình tâm sự, mình hỏi han thử coi biết đâu nó nói ra không. Đúng rồi, khó chỗ nào mình gỡ chỗ đó. Đúng rồi.